Mở đầu tập phim thì đội không đang chuẩn bị tự chấm dứt đời mình thì nhóm này đã hiến tế đi mất ba và chỉ còn lại một mình con nhỏ Senju Maru ở trong dạng tối thượng. Nhưng mà theo khứa kia thì bốn đứa đánh còn đếch lại và chỉ còn mỗi mình nhỏ này thì làm ăn được cái gì. Nhưng với năng lực của Senju Maru hiện tại thì chỉ cần phất ống tay áo thôi đã đủ khiến đất trời tam giới chấn động rồi. Thế nên bọn chúng đã gắn kết sinh mệnh của nhau lại và phong ấn đi thanh kiếm thật sự. Và việc đổi ba khứa kia để phong ấn huyết thệ đã gỡ bỏ là quá hời. Sau đó con nhỏ này liền dùng năng lực của mình để tạo ra một chiều không gian khác. Ở bên kia thì nhóm của Ichigo biết chắc đây là linh áp này của Maru và chính là Bankai. Trong tình thế này thì bọn họ cũng biết đấy chính là nhờ đội không. Theo Ichigo thì in out và mọi người chưa gặp họ trực tiếp bao giờ. Cả gian Pakuto và bộ đồ này lẫn sức mạnh mới của cậu ấy đều nhờ đội không đã dạy cho. Nghe đến đây thì mấy người kia cũng chẳng nghĩ đội không sẽ thất bại được trong lần này nên cũng chẳng quan tâm. Quay trở lại thì Maru đang bước đến phía của mấy tên kia. Và cô bắt đầu lầm nhầm thế là tên cánh xanh liền dịch chuyển qua một chiều không gian khác nhờ gỡ cuộn sợi thứ nhất và hàng ngàn con mắt liền xuất hiện xung quanh hắn điều này làm hắn ta tức giận mà liên tiếp nổ súng rồi chim cút luôn gỡ hai cuộn sợi thì lần này senju maru đang biến khủng và ngay lập tức gai ở dưới chân kìm lấy hắn ta và các bộ giáp gai liền đổ xuống và đè thẳng vào người hắn ta gỡ ba cuộn sợi đó là ruột cát đen và tên kia đang bị kéo xuống dưới hố cát mà chẳng thể nào chạy thoát được gỡ bốn cuộn sợi thì tên kia đang cầm vào những tấm vải nhưng khứa này lại thấy nó khá là vớ vẩn nên tính chém đứt mấy sợi này thì liền bị đông cứng lại hai cánh tay rồi dần dần đông cứng nguyên toàn bộ cơ thể hắn gỡ năm cuộn sợi thì đây chính là thảo nguyên bùng cháy ngay lập tức thì một ngọn lửa lao tới thiêu đốt hắn ta thành cho gỡ sáu cuộn sợi thì một ngôi sao đêm đen và ngay lập tức nó bắt đi linh hồn của hắn ta bây giờ thì mọi thứ với senju maru nó đã chuẩn bị bắt đầu khi mà cô ta hạ khung cửi lục sắc phù văn chớt chóc xuống thì những tên kia cũng chẳng có cửa để mà chạy thoát phía bên kia trận chiến của lão mập ichibe và juha thì khi thấy được ngọn lửa xanh đang bùng cháy thì juha cũng tính rời đi thì đột nhiên ichibe vẫn còn thở được vì sức mạnh ông ta là màu đen khi ông ấy giải phóng Ichimonji thì bất kể tử thần hay gì, dù côn sống hay đã chết thì mọi thứ màu đen trên thế gian này đều thuộc về ông ấy. Ngay lập tức thì Juha đã bị lấy đi chất màu đen và chỉ một nét bút thì một cơn mưa dịch đen từ trên trời đổ xuống. Và bây giờ thì Ichibe dùng luôn năng lực gọi là ban cai của mình để viết nên một cái tên trên người Juha để phong ấn hắn ta. Bởi vì sức mạnh của cả hai đều chênh lệch khá lớn nên số mệnh của Juha đến đây là kết thúc. Sau đó thì Ichibe liền dậm chân mạnh xuống dưới mặt sàn và hai bàn tay khổng lồ đã xuất hiện và bóp nát hắn ta. Bây giờ thì Juha đang rơi tự do và hắn cũng không ngờ trong trạng thái nhắm mắt mà lại có thể nhìn thấy nhiều thứ đến thế luôn. Đột nhiên một ngọn lửa xanh từ dưới bùng cháy lên dữ dội thì Juha đã ở phía sau và đâm vào người Ichibe. Điều này làm ông ta ngạc nhiên vì hắn vẫn chưa chết được. Và phong ấn của Juha đã được dần dần gỡ bỏ bởi vì vua Quincy bị phong ấn đã khôi phục lại nhịp đập trái tim sau 900 năm, khôi phục lại lý trí sau 90 năm và khôi phục lại sức mạnh sau 9 năm. Và bây giờ đôi mắt của Juha đã được mở và khai sáng thấy thế thì Ichibe liền lao tới tấn công ông ta và mọi đòn đều chẳng có tác dụng được lên trên cơ thể ông ấy phía bên kia thì Ishida Uriu đã xuất hiện trước mặt Senju Maru và nhờ vào sự thức tỉnh của vị vua mà hắn đã đạt được sức mạnh này sau đó Ishida liền đưa cung chĩa về hướng Senju Maru rồi cậu ta cũng nhắm bắn về hướng của Senju Maru nhưng những cuộn sợi liền lập tức dí theo tấn công lấy Ishida mặc dù cậu ta có né tránh được thì vẫn bị đốt sau đó thì Ishida liền nhảy lên và bắn nhiều mũi tên về phía Senju Maru nhưng Isida lại bị những cuộn sợi bao vây lấy mình và đột nhiên một con quái vật từ trên xuất hiện, với sức mạnh của mình thì cậu ta đã đánh bại được nó, nhưng liền bị trói ở chân, và sau đó là vô số quái vật làm cho Isida rơi xuống rồi những cuộn sợi liền trói lấy Isida. Thấy vậy Senju Maru liền tiến tới mà rút lấy một cây kim đâm châm thẳng vào sau gáy của cậu ta, quay trở lại thì Juha vẫn chưa muốn phải chết ở nơi này. Và vẫn là đòn cũ thì Ichibe liền hút hết chất màu đen của Juha để thuộc về hắn ta, sau đó cả hai đều chìm vào trong bóng tối vĩnh cửu mà Ichibe tạo ra rồi hắn lấy ra một cái chén và lấy hết chất màu đen rồi uống lấy chất dịch đó sau đó hắn liên tục niệm chú và nhảy múa rồi vẩy ra các chất màu đen bỗng chốc thì hắn ta đứng trên bãi nước màu đen đó rồi chắp tay lại và niệm đột nhiên tất cả đã biến thành nghĩa địa với toàn bộ đầu lâu ở phía dưới chân của cả hai bằng cách cướp đoạt 100 buổi đêm từ Soul Society 100 năm sau thì hắn ta đã tạo ra rất nhiều bía mộ để viếng Juha sau đó nó hút cả màu đen mà Juha đang khoác lên mình cộng thêm những thứ khác và tất cả sẽ bị nghiền nát thành một màu đen rồi đưa về hư không còn chẳng được phép luân hồi rồi rơi xuống nơi địa ngục tối tăm. Đột nhiên thì Ichibe cảm nhận được cái gì đó và Juha đã biết và thấy hết được mọi thứ và tất cả đều vô dụng với ông ta. Thay thế Ichibe liền rút thanh kiếm lao đến tấn công Juha, ngay sau đó thì cơ thể Ichibe đã bị xé toạc, còn Ishida bây giờ đang giải phóng sức mạnh của Stan Ritter. Sau đó cậu ta liền bay xuống dưới và người đang bị ban cai bắt giữ chính là Senjumaru, điều này cô ta khá là bất ngờ, và Ishida liền rút mũi tên ra và bắn xuyên qua người của Senjumaru. Sau đó mọi thứ liền bị phá hủy, tất cả nhóm người kia cũng đã thoát được ra bên ngoài, theo như Juha thì tất cả mọi thứ đang đúng như ông ta thấy và chỉ còn ba bước nữa mới đến đích. Sau đó Juha liền phá tan phong ấn và bước lên phía trước, bây giờ đội không cũng đã thất thủ, thấy thế mấy kẻ kia liền quỳ trước mặt Juha và mục tiêu kế tiếp của hắn ta là linh vương. Sau đó Juha liền bước tới phía trước và những bậc thang cũng dần xuất hiện cho hắn đi lên, những sự mất mát đã hẳn sâu vào trong linh hồn của Quincy si bọn chúng. Đây là một trận thánh chiến để tiêu diệt căn nguyên của mọi việc và rồi Juha cũng lên trên đỉnh của thánh điện và đó chính là tiếng chuông tưởng niệm cho vị vua của tam giới phía bên kia nhóm người của Ichigo đã xuống dưới và mọi người cảm thấy được nơi đây khá là yên tĩnh trước mặt cậu thì đội không đã thất bại đột nhiên tiếng hòa thượng vang vẳng trong đầu của Ichigo và kêu cậu ấy gọi tên mình ngay lập tức Ichigo gọi tên Hyuuga Ichibei thì ông ta đã gom từ chất đen mà hóa lại thành người làm tất cả ngạc nhiên bởi vì tên gọi là thứ nắm giữ sức mạnh của tất cả bằng cách nhờ Ichigo gọi tên nên ông ta đã nhận được một xíu sức mạnh của cậu ấy và chữa lành lại cơ thể sau đó ông ta nhờ Ichigo cản Juha lại và mặc dù ông ấy sống lại được nhưng sức mạnh vẫn chưa hồi phục lại hẳn, bởi vì Linh Vương là chìa khóa của thế giới. Nếu Linh Vương chết thì cả Trần Thế và Hueco Mundo lẫn tịnh Linh Đình hay bất cứ thứ gì đều sẽ sụp đổ và tan biến. Nghe xong thì Ichigo cũng đồng ý và cả nhóm liền lên đường, phía bên kia thì một người bịt mắt đang tiến lên đối diện với thứ gì đó. Còn Juha bên trên đã đối mặt với Linh Vương và hắn ta đã đâm xuyên qua tảng băng có Linh Vương bên trong. Sau khi kết thúc Linh Vương thì Juha liền nhớ về cha của mình, lúc đó một cơn sóng lớn xô ông ấy và thành một đứa trẻ biết cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Điều này thì Ichigo cũng cảm nhận được và hiện tại bọn họ đang hướng lên trên, tất cả mọi thứ ở bên ngoài dường như đang sụp đổ và tạo ra vụ chấn động lớn. Nhưng mà điều này thì mọi người chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn Juha bây giờ hắn ta quyết định sẽ chấm dứt nỗi nhục nhã trải dài bất tận này. Đột nhiên thì nhóm của Ichigo đã đến kịp và đây cũng là người mà Juha đang đợi. Sau đó Juha liền nói về chuyện mình đã thấy Ichigo đến đây để ngăn cản chuyện sát hại Linh Vương. Nhưng mà khi nhóm Ichigo chú ý kỹ hơn thì mắt ông ấy đã mở và trông khá kỳ quái. Theo Juha thì con mắt này là con mắt đã nhìn thấu tất cả minh chứng cho một Quincy đích thực. Thế nên hắn ta có thể biết trước tất cả tương lai. Ngay lập tức thì Ichigo liền cầm lấy hai thanh gian Pakuto phía sau mình. Còn Juha thì bây giờ đã niệm phép và ngay lập tức Ichigo đã lao đến phía ông ta. Cả hai sức mạnh va vào nhau liền tạo ra vụ nổ lớn. Từ trên cao Ichigo lao thẳng xuống chém ông ta. Mặc dù sức mạnh khá lớn nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Sau đó cả hai người liền liên tiếp đánh nhau xuyên qua cả ngọn núi. Hiện giờ tay Juha đang đỡ lấy mũi kiếm của Ichigo, sau đó ông ấy dùng năng lực mình làm nổ tung lập tức. Từ trong đám khói thì Ichigo đã đỡ được đòn đó thì ngay lập tức Juha lao thẳng về phía cậu và đẩy cả hai đi xa, và rồi cả hai liên tục đánh qua lại ngang sức với nhau. Rồi Juha triệu hồi ra những tia sét phóng thẳng về phía của Ichigo, bây giờ tất cả cột sét đã bao quanh lấy người cậu ta, rồi ông ấy tính kích hoạt thì đã bị Ichigo chém tan tành sau đó ông ấy liền tạo ra trụ cột bọc xung quanh mình để đỡ lấy đòn của Ichigo khi cậu ấy vừa tung đòn ra thì sức mạnh đã lao thẳng về phía ông ta và tạo ra vụ nổ lớn trong vũ trụ sức mạnh đó đẩy Juha bay thẳng xuống phía dưới và Ichigo cũng đã xuất hiện trước mặt ông ấy bây giờ thì Juha cũng đã hiểu ra sức mạnh của Ichigo đã thăng tiến qua quá trình tu luyện ở nơi này và được hướng dẫn bởi đội không rồi cậu ấy bước vào bất nhập tham đạo rồi có được ký ức và câu trả lời cho vạn sự vạn vật vạn thế vĩnh cửu điều này cũng làm cho Ichigo ngạc nhiên vì mọi thứ hắn ta đều biết rõ mặc dù thế thì trong trận đấu vừa rồi Juha vẫn chưa mở mắt ra để nhìn khi chiến đấu lúc nãy sau đó ông ấy liền quyết định bắt đầu trận chiến và một luồng sức mạnh to lớn được phóng ra ngay lập tức nó lao đến tấn công Ichigo nhưng mọi đòn đều bị cậu ấy chém được và từ trong đám khói Ichigo phóng ra tấn công hắn ta nhưng mà mọi đòn đều bị Juha nhìn thấy thế là ông ta đã bóp chặt lấy mặt của Ichigo sau đó Juha liền bắn ra một đòn đẩy thẳng Ichigo rơi xuống dưới bây giờ Juha quyết định tạo ra sự tuyệt vọng cho cậu ấy. Vừa dứt lời thì Ichigo liền vung kiếm chém hắn ta thì ngay lập tức cậu đã bị đánh văng lên trên màn nằm đo ván, ở phía bên kia thì dung chấn vẫn đang tiếp diễn. Và hai người kia đang nghĩ rằng Urahara sẽ biết gì thế lên liền đi tới cục phát triển kỹ thuật, và một số người cũng đang rất lo lắng cho các đội trưởng của họ ở phía bên trên nữa. Phía bên kia thì mọi người đang ra sức cứu lấy những người bị thương, còn theo lời của Urahara thì cần một lượng tính áp khổng lồ để mở cổng. Và anh ta cũng đang ra sức để mở cổng này, thấy thế nhỏ mắt kính liền hỏi anh ta về việc cuộc chiến này bắt nguồn từ mối quan hệ giữa tử thần và quincy si từ một nghìn năm trước vậy tại sao quincy si không diệt trừ hết tử thần mà cứ vậy lên linh vương cung quay trở lại phía bên trên thì theo juha rằng thế giới vĩnh cửu từng tồn tại khi xưa bóng tối đã đe dọa sự vĩnh cửu và sức mạnh của linh vương là thứ đã đẩy lùi bóng tối thế nhưng ngay cả những kẻ có sức mạnh lật đổ cả thế giới cũng đã bị lợi dụng để giữ cho thế giới ổn định thấy cả toàn bộ tam giới còn có thể nhìn tới tương lai một nghìn năm sau bằng con mắt tinh tưởng đó và còn thấy cả nỗi bất hạnh của quincy si bọn hắn thế nên linh vương Adnius đã nhìn thấu được hết những điều đó. Quincy bọn họ từng có hai lần suýt bị tiêu diệt vì không phù hợp với khuôn khổ của thế giới này. Vậy gã vua Quincy đổ sẽ muốn đạt được điều gì khi leo được tới linh vương cung? Chỉ có thể là một thứ vậy nên hắn ta đã đặt ra lộ trình cho mình và đăng xuất luôn cả cha mình và rồi sáng tạo ra thế giới mới. Lúc này Ichigo đã gượng mình dậy và chĩa kiếm về hắn ta. Bởi vì nhiệm vụ của Ichigo là sẽ ngăn cản hắn ta để bảo vệ tất cả Soul Society, chân thế và cả Hueco Mundo thế nên cậu quyết định hạ gục hắn ta ở đây. Nghe xong thì Juha liền chắc rằng dòng máu Quincy chảy trong người của Ichigo sẽ không cho phép người tha thứ cho Linh Vương ngô. Ngay lập tức thì Ichigo liền lao vào và dùng hết sức lực tấn công hắn ta. Ở phía dưới thì Ichibe đang nói rằng tất cả chẳng thể nào thắng nổi Juha được nữa. Quay trở lại thì hắn ta đang đỡ lấy đòn của Ichigo. Ở phía dưới thì cả hai người kia vẫn không tin được là đội không có thể bị hạ gục dễ dàng như thế được. Theo nhỏ kia thì Linh áp đủ để khiến cả tịnh Linh Đình dung chuyển thì có lẽ đó là ban cai của một ai đó trong đội không hơn nữa chắc chắn đã có thứ gì đó sánh ngang với ban cai ấy được sử dụng mà cả hai vẫn chưa chắc được là chuyện đó thế nên bây giờ chỉ còn cách tin tưởng vào ichigo sau đó cả hai đã đến được phòng nghiên cứu và thấy mọi người ở đây bên trong thì urahara đang đợi mọi người ở đây và anh ta cũng đang cần đến sức mạnh của mọi người theo urahara thì vụ rung chấn này là sự tồn vong của linh vương đang bị đe dọa phía trên thì ichigo và juha đang đối mặt với nhau với nguồn sức mạnh to lớn bây giờ ichigo chẳng thể nào mà bỏ mặc được tất cả mọi thứ Đột nhiên thì các sợi dây đã bọc xung quanh hắn ta và theo nhỏ kia thì thứ mạng nhện này sẽ xé toạc người khi chạm vào. Vừa dứt lời thì Juha đã đốt hết lấy những sợi tơ, sau đó hắn ta nhắc đến chuyện mình biết Ichigo đã gặp lão hòa thượng và làm hắn sống lại, biết cả việc cậu ta bị hắn thuyết phục và rồi có mặt ở nơi đây, nhưng bây giờ e rằng đã quá muộn, từ sau tấm vải che đi bị cháy thì Linh Vương đã bị một thanh kiếm đâm xuyên. Điều này làm cho tất cả ngạc nhiên nhưng Ichigo đã dịch chuyển đến mà muốn rút thanh kiếm đó ra và thanh kiếm đã dần dần được cậu ấy rút ra ngay lập tức thì thanh kiếm đã hút lấy sức lực của cậu ấy theo Juha thì dòng máu Quincy bên trong người Ichigo tuyệt đối không cho phép linh vương tồn tại sau đó cậu ấy liền cầm thanh kiếm mà chém tan tảng đá chứa linh vương làm hai theo đúng lời của Juha bởi vì hành vi và ý chí của Ichigo kể cả mọi thứ của cậu đều được kết nối với ý chí của hắn ta Quincy và con người kể cả tử thần Fullbringer Hollow và hắn ta cần một người có thể sử dụng tất cả sức mạnh đấy cả việc của Ichigo thức tỉnh với tư cách một tử thần lẫn việc cậu ta đạt được sức mạnh thực sự Tất cả là để chém lìa sinh mệnh của Linh Vương ngay trước mắt hắn ta. Đó cũng chính là tương lai mà Juha thấy. Đột nhiên Linh Vương phát nổ và tạo ra ánh sáng lớn làm cho tất cả mọi thứ phía dưới đều sụp đổ. Dung chấn càng lúc càng mạnh hơn, trong phòng thí nghiệm thì Urahara đã chắc rằng Linh Vương đã chết và chắc chắn một điều rằng cứ với đà này thì cả Soul Society tới Hueco Mundo lẫn Trần Thế sẽ sụp đổ. Bên trên thì Ichigo vẫn chẳng tin được vào mắt của mình về chuyện này. Sau khi biết Linh Vương đã chết thì đội trưởng Ukitake quyết định tiến lên trước để thế chỗ cho Linh Vương sau đó anh ta liền giải phóng sức mạnh của mình và lẩm bẩm thần chú nhớ lại hồi còn nhỏ của mình thì ở phía bên kia căn nhà thì hai vợ chồng kia đang cầu xin thần mimi haji để cứu lấy con trai của mình để thoát khỏi căn bệnh vừa dứt xong câu thần chú thì ukitake liền ho mà sặc ra bọt còn người cha bây giờ vẫn cúi đầu để quỳ lệ thần linh đột nhiên một giọt nước mắt người mẹ nhỏ xuống thì bức tượng bên kia cũng đổ lệ theo và một khí đen âm u bao trùm lấy cơ thể ukitake trong một không gian khác thì ukitake đã hứng lấy nước mắt từ một bàn tay kỳ lạ và uống nó Đột nhiên thì một luồng đen bao trùm lấy cậu ấy và sau đó thì Ukitake đã tỉnh dậy, thế nên trong đêm bão táp ấy, thần Mimi Haji đã kéo dài tuổi thọ cho Ukitake. Qua hôm sau thì Ukitake đang đi trên đường thì thấy một bà lão bị bắt nạt, thế là cậu liền muốn bênh bà lão ấy thì bị hắn ta nắm lấy cổ áo. Đột nhiên bà lão thấy vậy liền dùng sức đấm làm cho hắn ta thốn đến mức quỵ xuống đất, bởi vì bà Ozon nổi tiếng khắp vùng thế nên cậu mới ngăn cản bà lão để anh ta khỏi bị đấm. Sau đó Ukitake đỡ lấy anh ta cùng mình đến học viện tử thần chỉ cần được làm thành viên hộ đình, có gây rắc rối lớn cũng kiếm ra tiền. Nhưng hắn ta lại đẩy Ukitake ra thì cậu ta đã nắm lấy tay anh ta đến mức ửng đỏ bàn tay, sau khi anh ta rời đi thì Ukitake cũng ho ra máu. Ở phía kia thì Kyoraku Sunsui đang mở cửa căn hầm bí ẩn và nhớ lại lúc ở chỗ tập luyện thì ông ấy đang lao vào tập luyện đao pháp với bạn mình, cả hai ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà trong trận chiến đó thì Ukitake vừa đánh lại vừa hộc máu ra, thế là cả hai liền lao vào nhau để dứt điểm thì trận chiến đã bị dừng lại mặc dù là có tín hiệu đưa ra nhưng cả hai thanh kiếm đều đã bị gãy xuống dưới sau đó hai người này liền giới thiệu với nhau mà ukitake cũng có việc cần bàn bạc với kyoraku thế là cả hai liền đi ra ngoài cùng nhau họ nói chuyện về bánh monaka và cơm rượu khi nghe đến cơm rượu thì ukitake cũng khá bất ngờ đột nhiên từ sau cánh cửa thì một đám trẻ con từ đâu òa à ra ngoài bọn chúng giành lấy bánh monaka thế là từ ngày này qua ngày khác thì cả hai đã thành bạn thân thiết với nhau sau đó thì cả hai đã đến được căn phòng có thần mimi haji và Ukitake cũng nghe rằng khu vực số 76 quận Yukon theo truyền thuyết là vị thành hoàng của Sakahon và việc tồn tại của thần Mimihaji cũng có thật. Theo Kyoraku thì giới quý tộc thượng lưu có một truyền thuyết kể rằng ngày sửa ngày xưa, sức mạnh tách ra từ người linh vương rơi xuống mặt đất và rõ ràng là linh vương ở trong cung điện linh vương. Nhưng sau khi nhìn thấy thần Mimihaji, tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ truyền thuyết là thật. Đối với bức tượng trước mắt cả hai mặc dù bị đôi mắt thu hút trong vô thức, nhưng hình dáng của nó nghe nói cơ thể của linh vương phù hộ nhiều điều khác nhau bởi vì tay trái phụ trách tiến lên còn tay phải phụ trách về dừng lại sau đó ukitake cũng kể rằng nhờ thần mimi haji nên cậu ta mới có thể sống tiếp nhưng điều này không có nghĩa rằng cậu đã khỏi bệnh cho dù vậy thì ukitake cũng không từ bỏ vào hộ đình thập tam đội mô đứng trước hộ đình thập tam đội thì ukitake được hỏi về việc bị bệnh phổi và họ cũng nghe nói lúc chiến đấu với hư linh thì căn bệnh cậu ấy cũng phát tác mặc dù là thế thì ukitake vẫn chẳng cần tìm đối phó sau đó khi ra ngoài thì Kyoraku hỏi Ukitake về việc cậu ta đã tuyên bố với phòng 46 là cậu ấy không cần đổi phó. Mặc dù là vậy nhưng Ukitake chỉ biết mỉm cười mà im lặng cho qua. Chuyển cảnh thì đó là ở đám tang của ông Iyama và ông ấy ra đi đột xuất trong lúc này. Nếu biết trước như vậy thì cả hai chỉ muốn uống rượu với ông ấy một chén, sau đó buổi từ biệt của đội trưởng Ukitake và nhỏ Kuchiki cũng đến sớm hơn. Quay trở lại thì bây giờ Ukitake đang cầu xin thần Mimi để giải phóng sức mạnh trong nội tạng ẩn giấu của mình đột nhiên một bóng đen xuất hiện và đội trưởng ukitake cũng hộc máu bởi vì sức mạnh của thần mimihaji đã thâm nhập sâu vào phổi của anh ta và nghi thức khuếch đại sức mạnh của ngài ra khắp cơ thể được gọi là kamikake giờ đây toàn bộ nội tạng của ukitake đều thuộc về thần mimihaji và cậu ta dâng hiến hết thảy nội tạng để thần mimihaji nhập vào mình bây giờ thì anh ấy cũng ngang hàng với cánh tay phải của linh vương và ukitake cũng biết rằng từ sau khi biết được lý do mình sống sót thì anh ta đã luôn nghĩ sớm muộn gì ngày này cũng đến nếu có thể hy sinh cho hộ đình thì cái mạng được nhặt về anh cũng cam lòng điều này làm kuchiki phải gào thét và nhớ đến quá khứ lúc anh ấy lãnh đạo cả đội sau đó thì thần mimi haji cũng được triệu hồi ra ở phía bên kia kyoraku đã quyết định được rằng anh ấy sẽ phải nói chuyện với aizen sosuke quay trở lại trận chiến thì juha và ichigo đang chiến đấu với nhau rồi ông ấy cũng nhắc đến chuyện cả linh giới sẽ bị sụp đổ do một tay ichigo đã tạo ra thấy thế nhỏ kia liền lập kế hoạch sẽ dùng sức mạnh hồi phục linh vương và rồi cả ba người kia đều xông lên tấn công hắn ta bằng quyền của mình còn con nhỏ kia thì dùng sức mạnh để hồi phục lại linh vương nhưng đều vô dụng mà nứt ra bên kia thì juha đã đánh bật tất cả trong một đòn và juha cũng chắc rằng có dùng phép thuật nào đi chăng nữa cũng không thể khiến linh vương chết đi sống lại mù ở phía dưới thì ukitake đang học ra chất dịch màu đen nó từ từ đâm thẳng lên bầu trời và cơn rung chấn đã dừng lại bàn tay đen đó hiện tại đang nắm lấy linh vương mà điều này thì juha cũng chẳng thể nhìn trước được tương lai thấy thế thì mọi người cũng chắc rằng ukitake sẽ bỏ mạng ở đây nếu tiếp tục làm vậy còn urahara cũng kể qua về vụ kamikake này cũng là lần đầu được nghe và bây giờ tất cả cần phải tìm cách ổn định thế giới vũ khí trời ban bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi nhưng lại không đủ áp lực linh hồn phía bên dưới hầm thì kyoraku đang nói chuyện với ai đó về áp lực linh hồn sau đó anh ta lấy ra chìa khóa mở phong ấn và cũng chỉ được phép sử dụng ba trong số đó bắt đầu thì kyoraku sẽ mở phong ấn miệng trước để cả hai có thể trò chuyện với nhau bởi vì thông thường bị khóa miệng hai năm rất có khả năng không nói được nữa nhưng với người này thì chắc vẫn có thể đột nhiên có một người bước ra và đó là aizen sosuke anh ta muốn kioraku sử dụng hai cái chìa khóa còn lại thấy thế anh ta cũng sử dụng luôn hai cái còn lại và tình trạng mắt trái và mắt cá chân đã được mở sau đó ukitake muốn giúp anh ấy rời khỏi đây bằng hai chiếc chìa khóa còn lại và kioraku cũng nói rằng mình đã chôn chìa khóa của muken trong tim để có điều kiện để tiến vào muken và giúp anh ta mở khóa xiềng xích nhưng nếu mà kyoraku bị dứt thì cánh cổng muken sẽ đóng lại mãi mãi bởi vì tất cả là vì linh giới thế nên kyoraku cũng nói thẳng luôn và mời aizen sosuke ngồi vào chiếc ghế mình đã chuẩn bị sẵn vừa dứt lời thì có người tiến đến phía anh ta để trói lại trước nhưng chưa kịp chạm vào sosuke thì anh ta đã bốc hơi và theo sosuke thì công cụ kìm ham này không thể loại bỏ áp lực linh hồn của mình thế nên chỉ có thể hạn chế áp lực linh hồn ở gần anh ta và sosuke cũng muốn biết lý do kyoraku mời mình ra ngoài linh giới thì Kyoraku chỉ thấy mối quan hệ thiệt hơn của cả hai khá tương đồng. Thế nên Kyoraku muốn mời Sosuke ra để giúp tiêu diệt Juha để ổn định lại linh giới.